cắt đúng theo cái đường này là nó thẳng ấy mà. Tí mẹ lấy mẹ. Đúng là cái ni lông này nó lâu ấy nhỉ? Lâu mục kìa. 6 7 năm. Là vùi đất, vùi nước các thứ mà chả chả. Nó thành đống ở đấy à. Chả giờ biết mục. Nó phủ lên cát ấy mà mẹ. Người ta cũng muốn mua cát ở đấy để người ta xây cho nó thêm đấy. Chứ không phải đổ nền đâu. Nhưng mà không được xây thì người ta đành phải để đấy để phủ vào cho sạch. Cái này con mây lông này con mua rồi như này. Cái này lúc đấy con mua rồi con quay rào đấy. Đợt nó chưa có cái tường ấy. Xong con xuống con làm ly lông đen này con rào hết lại đi chứ. Không cần phải cắt cụt đâu, để cái đấy mà ấy. Để đấy mà cành rồi đấy không? Hôm nay trời cũng đẹp đấy chứ mẹ. Mình thích rồi, mình thích chẳng đâu chẳng. Thêm miếng nữa đây. Đây, cái này có cần để làm gì không? Vừa là cắt dây vừa là xiên. Cái này chẳng chiếc vào đây nó cũng chắc chắn mà. Răng thẳng ra đây lại không bị ấy còn ấy cả nhà hiện đúng rồi, răng thẳng ở đây cái đám này đi. Thế đây xong tí nữa còn kia mình ấy đấy xong. Đấy, kia mình cái xong. Răng thẳng ra đây. Vừa đỡ. Thế thì phải có cọc. Cọc thì để kiếm cái. Kiếm cái que ấy. Tí nữa cái kia mới bắt từ đây mới bắt vào thì là nó kia. Thì là tốt. Còn đây thì đang thẳng đây. Yếu á.
cây trùng ngây kia chặt đi nó vẫn lên nhỉ mày nhỉ, gốc nó khỏe nhỉ. Cái này cái gì em? Đào. Để con về con lấy cái đào nhé, lấy cái cuốc, lấy cái cuốc. Anh thấy xẻng cuốc, cuốc tay cầm tay ấy. Không, cuốc cầm tay gắn đen kìa. Đấy. Cái này á, cái này dễ quá. Đây này, chưa? Dạ. Thỉnh thoảng ông cũng đốt đấy. Đây, lấy cái giấy buộc vào đây này, lấy cái dây buộc ấy. Đây, lấy cái dây buộc này.